nó không khí à, ô trời nó vô khó khí, ô trời ơi. Đồ vật trong nhà anh Đặng Xuân Nam thôn Tiến Hòa 1 liên tục tự bốc cháy. Ban đầu, lửa bắt cháy từ chân màn, quần áo, về sau bất kỳ chỗ nào cũng có thể bén lửa. Cứ tự nhiên thì quần áo đồ đạc trong nhà tự nhiên nó cứ bùng lửa, nó cháy mạnh thế thôi. Cái cả trong túi quần áo vẫn cháy thì trong túi cháy ra. Thời gian này hiện cháy càng ngày càng nhiều. Một ngày có đến 13, 14 lần ạ. Mà nhưng không bất kỳ cứ vào thời điểm nào cả. Không biết nguyên nhân từ đâu cả. Từ lúc cháy nói chung gia đình cũng rất hoang mang nên phải nhờ chính quyền địa phương, nhờ cái nhà trẻ đấy cho gia đình đỡ. Các cái đám cháy càng ngày càng nhiều và thấy không an toàn đến cái tính mạng của gia đình và cũng như là bà con lối xóm. Ngoài cái động viên địa phương thì cũng mong muốn các cái cơ quan chức năng sớm vào cuộc để có kết luận nguồn gốc mà gây cháy. Chúng tôi sợ là không những gia đình này mà tiếp tục những gia đình xung quanh cháy thì có thể nói tạo cái hoang mang cho nhân dân trên trong thôn, trong xóm, đặc biệt là trong xã. Sự việc diễn ra từ tháng 3 2022 đến nay, hiện Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa vào cuộc làm rõ hiện tượng này. Hiện tượng này đã từng xảy ra ở một số tỉnh khác, nhiều trường hợp không tìm ra được nguyên nhân.